Thưa quý vị, nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẻ chia công việc trong gia đình của nam giới, nâng cao nhận thức của những người làm cha mẹ, qua đó góp phần thúc đẩy bình đẳng giới. Từ năm 2019, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc triển khai mô hình Người cha trách nhiệm. Tại Bà Rịa Vũng Tàu đã có 4 mô hình người cha trách nhiệm được thành lập tại huyện Châu Đức và thị xã Phú Mỹ. Các mô hình đều mang thông điệp người cha không chỉ là trụ cột về kinh tế trong gia đình mà còn có trách nhiệm cùng vợ chăm sóc dạy dỗ con cái, xây dựng gia đình hạnh phúc tiến bộ. Đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị trong chương trình sáng nay. Cuối tháng 9 vừa qua, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân xã Cụ Bị, huyện Châu Đức ra mắt mô hình người cha trách nhiệm. Đây là mô hình thứ tư của tỉnh được thành lập sau các xã Sông Xoài, Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ và Xà Bang, huyện Châu Đức. Mô hình thu hút sự tham gia của 35 thành viên là cán bộ hội viên nông dân, trong đó có khoảng 30 cặp vợ chồng hoạt động trên tinh thần tự nguyện, sinh hoạt định kỳ 2 lần một tháng. Tại các buổi sinh hoạt, ban quản lý và các thành viên cùng trao đổi, chia sẻ về vai trò, vị trí, trách nhiệm của các thành viên trong xây dựng gia đình tiến bộ hạnh phúc, nhất là vai trò, trách nhiệm của người cha, người chồng vào việc chăm sóc vợ con. Qua cả cái buổi sinh hoạt về cái mô hình câu lạc bộ này thì mình phải cái tuyên truyền rộng rãi thêm và coi là nói đúng ra là giống như mưa dầm thấm lâu vậy đó, thì để cho người ta để coi là chú toàn cho công việc gia đình. Vợ chồng anh Lê Thanh Vinh và chị Phạm Thị Hoài Thương ở thôn Đồng Tiến, xã Cụ Bị, huyện Châu Đức cưới nhau được 8 năm và có 2 bé, một trai một gái. Dù công việc hàng ngày khá bận rộn, thế nhưng anh Vinh luôn dành thời gian chăm sóc con cái và chia sẻ công việc nhà với vợ. Là thành viên của mô hình người cha trách nhiệm của địa phương, anh Vinh có cơ hội được chia sẻ điều đó với các thành viên khác, qua đó phát huy vai trò của nam giới trong việc xây dựng và gìn giữ hạnh phúc gia đình. Cái thời buổi hiện đại này thì cái việc nhà thì không những là việc của người vợ nữa mà người chồng thì cũng phải tham gia vô cùng vợ để mà chăm sóc con cái, phụ những cái việc mà gia đình chẳng hạn. Ngoài những cái việc chính của mình là kiếm sống, kiếm tài chính hay là thu nhập để mà nuôi gia đình, thì mình cũng phải chăm con, làm việc nhà, dạy học, dạy hành cho con. Anh Ngô Bảo Ngọc ở thôn Hiệp Cường, xã Cù Bị cho biết, từ khi tham gia mô hình người cha trách nhiệm, anh đã có thêm góc nhìn khác về giới, về bạo lực giới và cách nuôi dạy con. Và thông qua chia sẻ của các thành viên trong mô hình, anh hiểu hơn về nội chất giả của vợ, từ đó thu xếp thời gian để san sẻ gánh nặng công việc gia đình với vợ. Theo như mình thì mình tham gia để mình học hỏi thêm những cái kinh nghiệm của những người đi trước cũng như những người đã có gia đình, để mà mình giáo dục con mình tốt hơn và mình sống cuộc sống gia đình tốt hơn thôi. Mô hình người cha trách nhiệm do Hội Nông dân Việt Nam triển khai trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc cho Chính phủ Việt Nam giai đoạn 2017-2021 và đề án giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình tại khu vực nông thôn Việt Nam giai đoạn 2015-2020. Mô hình hướng tới xây dựng những hình mẫu nam giới tích cực, có hành vi bình đẳng trong gia đình, biết sẻ chia với công việc nội trợ của phụ nữ, biết chăm sóc, quan tâm, giúp đỡ vợ con. Bà Rịa Vũng Tàu là một trong hai tỉnh cùng với Bắc Giang triển khai thí điểm mô hình này nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tư vấn và nâng cao nhận thức, hiểu biết về luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình. Qua đó không chỉ đảm bảo các quyền của phụ nữ mà còn góp phần giảm áp lực giới cho đàn ông, đồng thời thúc đẩy các mối quan hệ, quan niệm lành mạnh về nam tính.